Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 với chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh bền vững. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng 70 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên hội nông dân trên cả nước. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Với chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững, hội nghị đối thoại đã có gần 2.000 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bà con nông dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26, ưu tiên triển khai như phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị, quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng đồng bằng sông Cửu Long mà Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành. Vai trò của người nông dân trong thực hiện chương trình giảm phát thải ròng khí nhà kính của Việt Nam về không vào năm 2050, cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ trang bị thiết bị chuyển đổi số, hạ tầng mạng, viễn thông, đặc biệt là công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số. Về các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai có hiệu quả các đề án về canh tác cà phê, sản xuất tôm theo chuỗi bền vững. Trong đó, nhiều kiến nghị mong muốn Chính phủ ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào việc quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với xây dựng nhà máy chế biến, tạo chuỗi giá trị bền vững, hài hòa lợi ích giữa người nông dân và doanh nghiệp, thúc đẩy du lịch nông nghiệp nông thôn, các giải pháp chính sách trong việc xử lý ô nhiễm nguồn nước ở sông, kênh mương, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa khoa học, quy hoạch phát triển công nghiệp làng nghề. Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ở khu công nghiệp, ở đô thị hay đi xuất khẩu lao động khi quay về nông thôn. Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xem xét quyết định các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh bền vững. Thủ tướng cũng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, trăn trở của bà con nông dân cũng như nhu cầu chính đáng của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiến tới xây dựng chuỗi giá trị liên kết, thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, để phát huy quyền làm chủ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho bà con nông dân, đồng thời triển khai thắng lợi có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tới đây các bộ ngành, hội nông dân Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho nông dân. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tinh thần lao động cần cù sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý chí quyết tâm, không cam chịu nghèo nàn lạc hậu, thực hiện khát vọng làm giàu, cán bộ hội viên nông dân cả nước ra sức phấn đấu hăng hái thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, phát huy giá trị phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, tích cực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức của nông dân về phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, nông nghiệp thông minh, sạch và an toàn, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, tận dụng mọi cơ hội, biến nguy thành cơ và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cấp cùng với hội nông dân, cùng với các bộ, các ngành, chúng ta thúc đẩy cái tinh thần yêu nước, cái động lực đổi mới sáng tạo, rồi cái khát vọng làm giàu, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng, rồi góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của người dân nói chung, trong đó có nông dân. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Và chúng ta cố gắng, tức là ta làm mới lại những cái động lực cũ và ta bổ sung những cái động lực mới cho sự phát triển, như là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, và phát triển cái mục tiêu là xây dựng cái nông thôn thì hiện đại, mà nông nghiệp thì sinh thái, và nông dân thì văn minh. Cùng với đó là nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ tư vấn,
hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối thoại nhân dân, tập trung triển khai nguồn lực, nhân lực để thực hiện tốt các đề án, chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp, tập trung triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng với mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, nông nghiệp nông thôn nước ta ngày càng phát triển và nông dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế ngày càng quan trọng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Đại tướng Lương Cường yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy các cơ quan đơn vị, triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2024, nhất là tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1436 ngày 29 tháng 12 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bảo đảm hoạt động thanh toán ổn định, an toàn trong dịp Tết 2024. Thủ tướng chỉ đạo tổ chức vận hành hệ thống bù trừ chuyển mạch giao dịch tài chính, bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24 trên 24 giờ và 7 trên 7 ngày, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ thanh toán của hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật, tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để bảo đảm an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan. Thưa quý vị, trước tình hình giá vàng biến động mạnh, liên tục tăng giảm hàng triệu đồng và Thủ tướng có công điện yêu cầu điều hành sát thế giới, Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẵn sàng tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường và có giải pháp hạn chế ảnh hưởng lên tỷ giá, lạm phát. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bộ ban ngành liên quan thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng. Trong tháng 1, cơ quan này sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định số 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng phù hợp với bối cảnh mới. Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành Nghị định số 24 với chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế. Từ đó đến nay, Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và chỉ thuê công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC gia công khi có nhu cầu. Thưa quý vị, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng GDP 5,05% là những điểm nổi bật mà Việt Nam đạt được trong năm nay, một năm vô cùng nhiều khó khăn cả từ trong nước và quốc tế. Dù không đạt mục tiêu tăng trưởng của năm, nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là điểm sáng trong nền kinh tế thế giới. Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 đã ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật với những con số ấn tượng. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ với triển vọng ổn định. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ, tăng một bậc lên thứ 32 trên 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Năm nay, lĩnh vực FDI là lĩnh vực đáng chú ý khi kinh tế thế giới suy thoái, nhưng đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023 với số vốn cả năm ước đạt 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Thu hút FDI của năm 2023 này là rất là tích cực và khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn của các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, và chúng tôi cho rằng là cái triển vọng của ngành chip bán dẫn thì tiếp tục nó sẽ phát triển.
Về công nghiệp, giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 3,02% trong năm 2023, riêng công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 3,62%. Điểm sáng đầu tiên phải nhìn nhận rằng hàng hóa, đặc biệt là hàng công nghiệp chế biến thì chế biến chế tạo lại tăng và ước đạt trên 30 tỷ đô và cái kim ngạch này thì thực sự là đóng góp rất lớn cho tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Nông nghiệp đã phát huy vai trò là bệ đỡ cho tăng trưởng năm nay, giá trị tăng thêm toàn ngành 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn nền kinh tế, trong đó mặt hàng rau củ quả đạt kim ngạch xuất khẩu 5,6 tỷ đô la Mỹ, gạo cán đích gần 5 tỷ đô la Mỹ, một con số kỷ lục mà nông nghiệp Việt Nam đạt được. Thủy sản và nông nghiệp sẽ góp thêm vào cái doanh thu, doanh số xuất khẩu năm nay và tổng hợp lại hết tất cả các lĩnh vực thì chúng ta sẽ về đi. Ngược chiều với chính sách tiền tệ của một số quốc gia trên thế giới, khi tăng lãi suất cho vay để giảm lạm phát thì ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành 4 lần từ mức 0,5 đến 1,5%. Năm 2023 thì ngân hàng nhà nước, ban lãnh đạo cũng rất là mạnh dạn là điều chỉnh giảm 4 lần cái lãi suất điều hành. Các cái khoản cho vay mới bình quân của 10 tháng năm nay đã giảm khoảng 3%. Những chỉ số lạc quan trên của nền kinh tế năm 2023 dự báo sẽ là lực đẩy cho con tàu kinh tế Việt Nam nỗ lực vượt khó trong năm 2024. Thưa quý vị, dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tổ chức OPEC Cộng sẽ lại cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Những yếu tố này đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu. Trước tình hình đó, Thủ tướng vừa ký ban hành công điện số 1437 về việc tập trung thực hiện các giải pháp để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị xăng dầu phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024 và thời gian tới. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết dự kiến sức mua hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thì khá thấp so với trước đây. Kinh tế hiện còn khó khăn, các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa Tết với một tâm lý khá thận trọng. Lô mứt Tết đầu tiên đã được doanh nghiệp này cho ra lò từ cách đây 2 tuần. Nếu như mọi năm nguyên liệu chuẩn bị phải là vài chục tấn, thì nay các doanh nghiệp vừa làm vừa nghe ngóng các tín hiệu đặt từ đại lý mới bước vào sản xuất tiếp. Đối với mứt thì chúng tôi phải dè dặt, bởi vì đến Tết mà mứt không tiêu thụ được thì lúc đó chỉ có đổ đi thôi, chứ không ai mua nữa. Nếu nói về mứt Tết thì chúng tôi dè dặt, nhưng có những sản phẩm khác phục vụ cho Tết thì chúng tôi sẽ tăng cường hơn, như là các loại bánh. Nắm bắt được tình hình năm nay, các hệ thống bán lẻ cũng có những điều chỉnh lượng hàng hóa dự trữ cho phù hợp. Theo Bộ Công Thương, hiện các địa phương và doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn cung để phục vụ cho thị trường dịp Tết, tránh xáo trộn thị trường về cung cầu. Một trong những hoạt động rất là quan trọng đấy là phối hợp với các sở công thương để nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng trên từng địa bàn, để làm sao nguồn hàng là vừa đủ cho người tiêu dùng và không để gây xáo trộn thị trường như kiểu mất cân đối về cung cầu. Thì đấy là những cái cách mà các địa phương hiện nay cũng đang triển khai theo cái chỉ thị của Bộ Công Thương, cũng như là có cả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tết Nguyên đán là phải an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Theo Bộ Công Thương, hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực trong việc kích cầu thị trường trong nước. Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chương trình khuyến mại, bán hàng giảm giá để có những được gói hàng Tết phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, cũng như là phù hợp với túi tiền thu nhập của người dân trong một năm có nhiều biến động. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành tăng 6,2% so với năm trước, ước đạt trên 3,42 triệu tỷ đồng. Trong đó thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt trên 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với năm trước. Đây là con số cao nhất trong 5 năm qua. Ở chiều ngược lại thì đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm qua có 124 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 282 triệu đô la Mỹ. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 420 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với năm trước. Sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những vi phạm này liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Trọng Đường, cựu giám đốc VNCERT, phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngô Quang Huy, cựu phó giám đốc VNCERT, phó chánh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Sơn, trưởng ban quản lý dự án 2 công ty AIC, trưởng ban KT7 công ty AIC, Nguyễn Vũ Cường, giám đốc công ty Khang Phát, Mai Phương Nam, phó giám đốc công ty Khang Phát, Đặng Xuân Minh, giám đốc công ty BTC Value, Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên công ty BTC Value. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện trong năm 2017. Xác định ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên giám đốc VNCERT, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Khang Phát, đơn vị tư vấn, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Tối ngày 29 tháng 12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã kiểm tra tàu chở dầu không số hiệu, có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có hai người do ông Nguyễn Duy Xuyên, 52 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO, không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Theo khai báo, số dầu trên được lấy từ một tàu dầu không rõ số hiệu tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng và Thái Bình. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ. Hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu, dẫn giải tàu chở dầu không rõ nguồn gốc về khu vực bến Rót, Cát Hải, Hải Phòng để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với mạng xã hội và thương mại điện tử phát triển rầm rộ, dễ dàng mua bán, nhiều thanh thiếu niên đã lên mạng tìm mua và tự chế pháo nổ. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng. Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương vừa phát hiện hai học sinh sinh năm 2008 đã đặt mua hóa chất nguyên liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội để tự chế 6 kg pháo nổ vừa để sử dụng vừa để bán. Hàng năm cứ vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều đáng nói là hiện nay đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu chế tạo pháo trái phép thông qua các trang web trên mạng xã hội. Cái vật liệu tiền chế của pháo nổ thì có thể rất dễ dàng mua tại các chợ hóa chất hoặc là ở trên không gian mạng. Các cần phải bắt đầu từ cái sự giáo dục cũng như sự quan tâm của gia đình. Bởi vì là khi mà các em mua những cái vật dụng này, nếu như chúng ta để ý thì chúng ta có thể phát hiện ngay từ đầu và ngăn chặn để không cho các em tự mầy mò hoặc là tự chế những cái pháo từ những cái vật liệu mua được. Trẻ em thường có tâm lý tò mò và ham vui. Sử dụng buôn bán pháo không chỉ nguy hiểm mà còn là những hành vi vi phạm pháp luật. Các em đang ở lứa tuổi học sinh cần được tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên để nhận thức được sự nguy hiểm nếu tự chế mua bán pháo nổ và sử dụng buôn bán pháo còn là những hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các biện pháp tuyên truyền, phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho các cháu học sinh, để các cháu học sinh nhận thức được, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các phóng sự về cái hậu quả của việc chế tạo pháo. Đấy. Để gửi cho 63 địa phương để phát hành xuống cho các công an các cơ sở để tuyên truyền ở trong các cái trường học. Cuối năm là dịp mà các đối tượng buôn lậu pháo tìm mọi cách để vận chuyển, tuồn ra thị trường kiếm lời. Vì vậy các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, giám sát con em mình trước mọi hành vi mua bán sử dụng pháo. Thưa quý vị, tại tỉnh Ninh Bình,
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động các giải pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Huyện Hoa Lư là địa bàn có nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn, thường xuyên thu hút du khách đến tham quan, nhất là trong các kỳ nghỉ lễ, nên phương tiện qua đây luôn đông hơn ngày thường. Lực lượng công an huyện Hoa Lư thì đã xây dựng những cái phương án đảm bảo cái trật tự công cộng theo cái cấp độ phù hợp, huy động lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào các ngày nghỉ lễ. Cái thứ hai nữa là phối hợp với lại các phòng nghiệp vụ công an tỉnh theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh đảm bảo tốt cái an ninh trật tự cái tuần lễ festival. Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân công lực lượng hướng dẫn tại các chốt giao thông trọng điểm, không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra. Với phương châm là không để chống địa bàn, trong đó tập trung vào các xử lý đối với hành vi vi phạm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, xử lý quyết liệt đối với người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn và chất ma túy. Còn đối với các phương tiện tham gia trên đường mà có hành vi như chở hàng vượt quá tải trọng, rồi các hành vi cơi nới thay đổi kích thước thành thùng để chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ với hạn cho phép khi tham gia giao thông đường bộ, gây mất trật tự giao thông. Đối với người lái, chúng tôi tập trung vào xử lý kiểm soát chặt chẽ với các trường hợp mà lái xe. Công an tỉnh Ninh Bình cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê của tỉnh Quảng Ninh vừa công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 tăng 11,03%. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Quy mô GDP của tỉnh Quảng Ninh theo giá hiện hành năm 2023 đạt 315,8 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,7%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 51,9%, khu vực dịch vụ chiếm 30,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 55.632 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 5%. Về trật tự an toàn xã hội, so với năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 1,09%, nhưng số người bị thương tăng 28,7%. Tỉnh cũng xảy ra 28 vụ cháy nổ, gây thiệt hại ước tính 4,1 tỷ đồng. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết, âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống con người, và là một bộ phận không thể tách rời khỏi văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia, dân tộc. Trong đó phải kể đến dòng nhạc giao hưởng. Nhiều nhạc sĩ sáng tác giao hưởng đã trở thành những tượng đài của âm nhạc nhân loại. Và những tượng đài đó, qua nét vẽ của các họa sĩ mọi thời đại, đã trở thành những chân dung văn hóa được công chúng yêu mến. Các hoạt động ý nghĩa đó cũng đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, theo tinh thần nghị quyết số 33 của Đảng. Vài năm trở lại đây, studio Phố Hoài của nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường đã trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, một trong những nơi tìm đến đầy thú vị của giới văn nghệ sĩ thủ đô và trên cả nước. Thời gian gần đây, Phố Hoài Studio còn được người ta tìm đến nhiều hơn để chiêm ngưỡng tranh chân dung của 10 nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới trước khi các tác phẩm rời Phố Hoài để về hệ thống trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Những Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Stravinsky đã được nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường và họa sĩ Hải Kiên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, tái hiện chân dung qua các bức tranh sơn dầu khổ lớn với rất nhiều cảm xúc. 10 bức tranh chân dung của 10 nhà soạn nhạc vĩ đại do Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam trao tặng cho thầy trò trường Alfred Nobel nhân dịp năm mới 2024. Đây là một cử chỉ văn hóa có ý nghĩa của các nghệ sĩ đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật phổ thông và xây dựng môi trường văn hóa học đường. Làm sao để mà là cũng vẫn toát lên cái thần thái của các nhạc sĩ mà bao nhiêu thế hệ nay người ta đã ấn tượng rồi.
Bây giờ vẽ sai thì người ta không nhận ra đấy là ông Beethoven chẳng hạn, vẽ sai người ta không nhận ra là ông Mozart, không nhận ra là ông Schubert. Phải dựa trên những tư liệu đó. Tư liệu thì có vừa bao gồm là đọc trên mạng các ông là ai và những cái bức tranh để biểu hiện là cái mặt của các ông là thế này thì phải vẽ như vậy. Đấy. Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel, ngôi trường mang tên nhà hóa học và kỹ nghệ nổi tiếng thế giới người Thụy Điển, là một trong những trường quốc tế uy tín tại thủ đô Hà Nội. Ngoài cơ sở vật chất và nội dung đào tạo theo chương trình quốc tế Cambridge, trường còn rất chú ý đến việc giảng dạy nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật âm nhạc, với mục đích giúp học sinh làm quen và dần yêu thích âm nhạc cổ điển Bắc học, từ đó mở rộng và làm cho đời sống tâm hồn các em thêm phong phú. Phòng nhạc của trường luôn có những giờ giảng dạy, giới thiệu về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và tác phẩm của họ. Và bây giờ, khi trên tường của phòng nhạc đã xuất hiện tranh chân dung của các nhà soạn nhạc ấy, thì việc dạy và học âm nhạc lại càng thêm sinh động và hiệu quả. Hôm nay khi mà được đón những cái bức tranh vẽ chân dung của những cái người nhạc sĩ mà tôi rất là tôn trọng thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là xúc động khi mà các em học sinh ở trường cũng sẽ có thể được học ở trong một cái không gian mà có sự hiện hữu của những cái nhà soạn nhạc tài ba như thế. Đưa âm nhạc vào chương trình giáo dục ở cấp phổ thông đang ngày càng tỏ ra cần thiết đối với sự phát triển trí tuệ và tâm hồn của các em học sinh. Được học nhạc, nhất là được học âm nhạc cổ điển Bác học mà lại trong một không gian có sự hiện diện chân dung của các nhà soạn nhạc vĩ đại, thì đó là một sự bổ trợ tinh thần rất hữu ích đối với các em. Việc kết hợp giữa âm nhạc và hội họa như vậy chắc chắn sẽ đưa giáo dục nghệ thuật phổ thông lên một tầm cao mới.